Lan to như thế à? Mười mấy cây này nhỉ? Đây, bầu đây, đánh bầu đây. À, bầu này. Mày mày ra mày nhìn xem bầu này như này có được chưa? Ờ. Hôm mới đào buộc 4 cây bỏ lại cơ mà. 3 cây. 3 cây bỏ lại à? Vâng. Đây mấy cây sơ sơ. Nó tán nó to mà. Chứ có phải là bỡn cợt đâu. Con này nó phải to như gần như chậu bưởi, có mỗi cái là nó là hàng đất thôi. Cây nó như chậu bưởi này. Xem bầu cho cẩn thận đã nhá. Đi. Đi đi. Vừa đai vừa ly lông này quá chắc. Đi hơi xa đấy. Đi xa lắm đấy. Cái gì cả? Hậu Giang. Cao lên đi, cao lên đi. Vào cây. Ông nó xa lắm hay không rồi. Có con này thì nó khoành khoàng thôi, các con kia thì nó cũng đỡ khoành khoàng hơn. Con kia nó gọn hơn. Con này nó khoành khoàng rồi. Khoảng. Tôi nói chung là Tết như này tôi thích thời tiết như này miền Bắc. Các năm sau cố gắng thời tiết nó cứ như này nhá. Chỉ khổ những ông tưới cây rồi. Kiểu nó lạnh nhưng mà nó không có mưa ấy. Không không có tiền nên là ăn cơm đây này. Chốt 2 cây đào thì gần 50 triệu mà cuối cùng là không có tiền ăn cơm. May mà bà chủ là bánh mì ấy, bà có tài khoản ngân hàng thì mới chuyển được tiền. Không là thôi nhịn đói, không có tiền mặt. Sợ thật. May là bà chủ vườn mua cho họ bánh mì. Anh lái xe đây à? Anh lái xe ra ăn bánh bao với bánh mì kìa. Tưởng ai hóa ra người thân nhà mình. Xe cẩu đấy phải bảo anh lái xe trước để còn chuẩn bị. Nhưng mà hôm nay xe không có bửng lưng đúng không? Toàn ấy hết như thế này. Toàn phải cẩu. Anh ơi, lúc nãy chúng ta có nhiều lúc sáng và nhiều lúc vẫn tối đúng không? Vào trong đấy là chắc chắn là lở, nó tươi đẹp. Tầm này mấy em nhìn lũ to vào đấy nó mấy ngày chiếc xe không vào chán. Ở đây là bên Thường Tín cơ. Bên này bên Thường Tín Hà Nội. Quất của các bạn là Mễ Sở hoặc là Bình Minh đi vào đây cũng được, Mễ Sở hoặc Bình Minh đi sang đây cũng hơn chục cây. Bên Thường Tín từ bên Mễ Sở mới bên Mễ Sở mới bên Bình Minh đi sang đây thì hơn chục cây. Đi phà hơn chục cây. Cái bánh mì kìa, còn một cái bánh mì và hai cái bánh bao kìa. Cái ngày Tết này buồn cười lắm, ăn chả thấy đói gì. Đọc cái tiền đã lo rồi. Đó công việc xong rồi thế nọ thế kia nữa ấy. Xong rồi vào đúng cái thời điểm như thế này ấy. Đấy là cảm giác của người trưởng thành đấy, người trưởng thành là chưa không cần ăn cơm. À em đóng quân ở nữ đoàn 239 à. Quanh đơn vị toàn đảo. 239 ở gần đây à? Ông bảo là ông ấy đóng quân ở đơn vị 239 này. Toàn thế. Ừ. Đây. Bảo là toàn thấy đào thôi. Nàng đào này không đào nữa thì có ăn được nhùng nhằng đâu. Đây này may mà cái ông cái bà bán bánh mì ấy, bà ấy còn có tài khoản ngân hàng ấy.
Mẹ cúp xe thì toàn 2.000 với cả 1.000 đi. Toàn 1.000 với 500 đồng đi. Đây, số là gì bà ấy may, may bà ấy có tài khoản ngân hàng. Mẹ đi gặp cái ông hôm trước, ông ấy làm bánh mì ấy, tôi sợ là ông ấy già quá, ông không có tài khoản ngân hàng, mà thế thì thôi nhịn đói rồi. À, trong tài khoản thì không biết như thế nào, lên mạng thì nói cứ như hùng hùng hổ hổ. Ngày nào ông cẩu cây, toàn cây tiền triệu, mấy chục triệu, mấy hai ba chục triệu. Cuối cùng tiền ăn bánh mì cũng có. Còn không 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 dám ăn phở, tại vì ăn phở là nó nhỡ hết việc ấy. Ở đây còn phải xem là bầu nó như thế nào, anh em bốc cây ra sao, tí nó cho cây lên như thế nào, ông dặn lái xe, dặn cái anh đang khoanh tay. Mẹ mùa đông ở miền Bắc mà ông áo phong phanh thì kia gì. mùa đông đây này, mùa đông ông ăn mặc phong phanh rồi. Lái xe Bắc Nam đây. Đây có phải ông Vân đâu, bên này là ấy mà, bên này là Thường Tín, Vân Tảo, Thường Tín. Ở cây này nữa đây này. Cái bọn này thì bán cho khách rồi, thì chả biết là cái thủy nó bán mấy triệu. Nó bảo là em cũng không nhớ là em bán 4 hay 5 triệu hay bao nhiêu triệu. Còn cái cây này cây to, cây này hơn chục. Nó tùy theo cái thời điểm ấy, thời điểm bán ấy. Tôi mới nói cái những cái câu chuyện mà cái câu chuyện mà ví dụ như là khách người ta mua từ hôm, ví dụ như là mùng 10 chẳng hạn, thì cái giá nó lại khác. Xong hôm nay khi các bạn lên live stream thì các bạn xem thì hôm nay là 15 thì giá nó lại khác. Ví dụ như bây giờ nó khó như này, ví dụ như là khách mua từ, ví dụ giả sử như này, nó xa hẳn ra để cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ khách mua của các bạn từ tháng 11 tí nữa tôi sẽ nói liên tưởng đến cái vấn đề quất thì các bạn hiểu. Khách mua của các bạn từ tháng 11 bây giờ nó là cái thời điểm hôm nay live stream là chuyển cây đi. Khách mua từ tháng 11 đến tháng đầu giữa tháng 12 như thế này mới chuyển cây đi ấy. Xong rồi bây giờ các bạn hỏi thì là bảo là giá của cái thời điểm tháng 11 thì các bạn bảo đắt. Các bạn xem nay thì bảo đắt. Đấy là những ông gọi là nàng đào mà nói này là biết đấy. Thì đắt, nhưng mà khách người ta mua từ cái thời điểm ý, khách người ta không biết thì mình báo giá rẻ thì khách lại bảo là thế thì anh bán cho em chục triệu, anh lại bảo là trên nay có 5 triệu, thế nó có mày phải mang tiếng không? Đúng không? Như cái câu chuyện quất thì nó là các bạn dễ hiểu. Ví dụ như là tôi bây giờ tôi live stream là bốc cái dù 50 chẳng hạn. Dù 50 quất. Các bạn hỏi bảo thế cái loại này bao nhiêu tiền? Thế là tôi bảo là bây giờ 360. Trong nhưng mà cái thời điểm mà tháng 11 khách lấy thì nó có 550 cơ. Thế bây giờ tôi nói 550 thì các bạn bảo đắt. Mẹ thằng cha ấy nó bán đắt. Bây giờ có 360 loại bảo là 550. Nhưng thời điểm khách mua là 550. Thời điểm quất của cái dù 50 ấy. Bây giờ có những người ta đăng là dù 50 là có 360 ấy. Tôi thì tôi không biết là dù 50 mà 360 thì là nó đẹp đến mức nào, hay là nó có đẹp như cái dù 550 cái thời điểm mà tôi quay hay không. Nhưng mà nói như thế để các bạn biết, tức là khách người ta lấy của tôi thì từ chả biết là cái nô này là mấy hôm trước nhỉ. Thì cái thời điểm hôm ý nó lại khác với cái thời điểm bây giờ. Cho nên bây giờ các bạn hỏi giá thì không còn cây nữa mà bán cơ. Đấy, cây thì bây giờ phải quay cái loại mà chưa bán ấy, chứ còn quay cái cây bán rồi xong rồi báo giá vu vơ xong rồi gửi, xong rồi tí nó tìm một cái vườn mà nó không được như thế này thì nó thành ra nó mang tiếng. Cho nên các bạn bảo là những cái cây mà đã bán rồi, tôi bảo là tôi ngại cơ, tôi không bán báo giá vì như thế. Đấy, như quất là các bạn hình dung là ông nào đang ấy quất nào ông ấy hiểu. Cái thời điểm cách đây khoảng tầm 10 năm ngày, khoảng nửa tháng, dù 50 là 550, cái loại đẹp là 550. Nhưng bây giờ thì có những người ta báo dù 50 có 360. Thế bây giờ mới bốc quất cho khách thì ngày xưa là khách đồng ý 550 hoặc là mình bán 550 ấy. Bây giờ lên live các bạn mà hỏi giá bao nhiêu thì tôi bảo 550 thì các ông bảo đắt. Vừa mới thấy thằng nọ thằng kia đăng dù 50 có 360, mày bán đắt. Mày tự nhiên gần 200.000 của con nhà người ta. Đấy, nhưng mà các bạn có hiểu đâu là khách hoặc là cái thời điểm khách mua ấy là lúc ấy là 550, cũng là dù hoặc cũng là cây này. Còn cái việc bán hàng với các thứ ấy thì tôi bây giờ cái thủy nó bán nó còn chả nhớ là nó nhận khách bao nhiêu tiền thì cái thứ hai nữa là các bạn hay hỏi giá nhưng phải là cái hàng khác ấy, cái hàng còn chưa bán cơ. Đây là những cái cây này là chưa bán, nhưng mà kiểu cái tán với cái dăm chi nó bé hơn ấy. Còn nói sơ qua về cái đạo đức lý tưởng cách mạng mà nói thì cái đào này là đào kiểu đào rừng ghép. Đấy, cái tay như này là nó gọi là tầm 1-2 năm, không phải là cái tay nó 2-3 năm, 3-4 năm. Bạn nhìn vào cái tay này,
từ các cái mắt ghép này, cái tay ra này, nó như ngón tay này một năm. Ừ, quất năm nay là cũng ấy mà, quất chum thì đầy. Nhưng mà thời điểm bây giờ thì nói chung là thấy anh em báo là 300 mấy, nhưng mà tôi cũng đã ra được đâu. Nhiều người bảo là tôi ra chụp mấy thế nọ thế kia, nhưng tôi không ấy đâu. Không có thời gian. Cứ làm việc nọ là bỏ việc kia mà. Mẹ có phải là bán một cái cây hoặc là bán một lô nó đơn giản đâu. Bán như thế này nhá, xong rồi chụp cho khách, khách người ta ở gần đây người ta lại hẹn đến xem. Thế là chạy từ đây ra đấy mười mấy, hai mươi mấy cây, mười mấy cây, mười năm cây. Xong còn chờ khách, xong rồi khách đến xem, xong rồi lại bắt chuyện, xong rồi nói chuyện chê nọ chê kia, xong rồi mặc cả. Mất cụ nó gần 2 tiếng đồng hồ. Đấy, xong rồi còn người ta đi khảo giá hay là người ta cũng không mua cơ. Đấy, cho nên là nó đây là đang bán thật đây này còn không no. Mẹ bỏ xong rồi chạy sòng sọc đi tiếp các khách quất nữa mệt lắm. Đấy, các bạn biết là nói chung là các bạn cũng là người bán hàng. Thì nếu mà các bạn không bán những cái hàng thời vụ, tức là hàng Tết này thì không ấy, nhưng mà cứ làm việc nọ bỏ việc kia mà. Cứ bán đào thì bỏ quất. Không thể làm cả hai thứ được. Để tôi ra tôi ăn cái gì đã. Xe này như này là được 2, 4, 6, 7 7 cây thôi à? 7 cây. To phết nhỉ. 3 tấn rưỡi không nói gì, nó cái khoang này này. Tí nữa sợ lại rớt hàng. Xếp chắc là hết, cố gắng là hết. Còn 3 chậu kia lại thêm một xe nữa này này. Cứ xếp cho xong, cho anh cho xong đi. Nó đỡ phải ngày nọ ngày kia xong gọi cẩu mệt. Xếp cố gắng là hết thì hết. Ông này ông còn một cây to nữa đây này. Cây to này cũng của khách này. Mười mấy cây này này. Còn bây giờ đi ra xếp xe tải nhá, bác Nam nhá.